Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube của Mahome cùng với chuyên mục giải đáp cùng chuyên gia. Và ngày hôm nay, phần tiếp theo của chương trình, sau khi chúng ta đã biết là những tuổi nào là năm hạn chúng ta nên tránh để xây nhà năm 2022, thì ngày hôm nay với chủ đề là tuổi nào xây nhà năm 2022 sẽ lợi lộc và chúng ta có thể giải hạn nếu mà chúng ta dính vào tuổi hạn như thế nào, thì ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời đến đây thầy Phong Thủy, thầy Phạm Trúc sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc. Thì thầy ơi, đến với câu hỏi của kỳ trước là với năm 2022 thì tuổi nào xây nhà đại cát đại lợi, thì thầy có thể vui lòng giải đáp cho quý vị khán giả được biết không ạ? Xin chào MC Việt Hùng, chào quý vị gia chủ. Sau khi mà chúng ta đã tính hết những cái tuổi mà không phạm vào ba hạn đấy là tam tai, hoàng ốc và kim lâu, thì sang năm 2022 nhâm dần ấy thì là có những cái tuổi sau, thì làm nhà thì theo cái quan niệm của phong thủy cổ truyền ấy thì sẽ rất là hợp lý. Đấy là các tuổi Ất Mùi, người sinh năm 1955, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, người sinh năm Ất Tỵ là sinh năm 1965, người sinh năm Tân Hợi là người sinh năm 1971, người sinh năm 1983 là người tuổi Quý Hợi, người sinh năm 1989 là người Kỷ Tỵ. Thì quý vị cũng có thể là biết thêm chi tiết ấy, thì có thể là tra thông tin ở trên mạng thì cũng có thể là ra được cái tuổi của mình là có thuộc cái năm tuổi là được sinh nhà hay không. Nhưng mà hôm nay ấy, thì tôi cũng xin chia sẻ một cái bí mật trong tàng thư mà chính ông ngoại tôi là một phong thủy sư có truyền lại. Thì có những trường hợp là không nhất thiết là cần phải xem tuổi xây nhà anh ạ. Chẳng hạn như anh được thừa hưởng nhà của ông bà cha mẹ để lại, ví dụ thế, hay là anh được thừa hưởng một cái khuôn đất ở trong cái khuôn viên của gia đình mà cái đất đấy là nó vẫn chung sổ đỏ thì anh không cần phải xem tuổi xây nhà. Hay là anh đang ở nhà của bố mẹ, sau đấy anh được thừa kế, anh được thừa kế và sau đấy thì anh xây nhà mới của anh lên trên cái khuôn đất cũ ấy, thì anh phá dỡ, anh hạ tải cái nhà cũ đi, anh xây nhà mới lên, thì anh cũng không nhất thiết là anh cần phải xem tuổi xây nhà. Hay là những cái trường hợp như là các vị tu sĩ của Phật giáo hay của Công giáo mà được giáo dân hiến đất, hay là được giáo hội hay là nhà nước cấp đất để mà xây chùa hay xây nhà thờ ấy, thì cái trường hợp này thì cũng không cần phải xem tuổi để mà dựng nhà. Hay là trong trường hợp, những cái trường hợp đặc biệt như sau, đấy là trụ sở công quyền, ủy ban nhân dân, đấy, ủy ban nhân dân, các cái doanh trại của quân đội hay là cảnh sát, thì tất nhiên là anh không thể nào mà lấy tuổi của ông chủ tịch phường xã ra để mà anh làm trụ sở của ủy ban đấy, đúng không? Hay là như là một tu sĩ của Phật giáo hay là Công giáo thì cũng không thể lấy tuổi của một vị linh mục ra hay tuổi một nhà sư ra để mà làm cái tuổi để mà dựng nên cái cơ sở tôn giáo đấy được. Rồi trong cái trường hợp là một nhân viên của công ty hay là một cán bộ mà có công đấy thì được cơ quan đơn vị cấp đất cho để mà xây nhà thì cũng không nhất thiết là phải xây hoặc là phải xem tuổi để mà xây nhà. Rồi cái trường hợp đặc biệt nữa đấy là như là nhà nước ta ấy thì có cái chế độ chính sách, đấy là chế độ chính sách nhà tình nghĩa đấy, đấy cũng không phải cần phải xem tuổi làm gì cả đấy. Và như thế ấy, thì theo như cái tư liệu tàng thư ấy mà của các vị phong thủy sư của kể cả như Việt Nam và Trung Hoa ấy, thì cái việc mà xây nhà ấy mà cần tuổi ấy là nó chỉ là một cái nhỏ thôi, còn cái quan trọng nhất đấy đấy là cái vận khí của cái cuộc đất đấy. Đấy thế thì sau khi mà xem thế đất xong thì kết hợp với lại thiết kế nội cục công năng
kiến trúc ở bên trong thì nó phối hợp với lại cái hình thế bên ngoài đấy, thì là nó sẽ cho ra cái hình số quẻ của một căn nhà và môi trường bên ngoài, thì nó tạo ra cái sự tương tác tương hợp nội ngoại, thì nó tạo ra cái môi trường trừ khí phong thủy thì nó mới định các khung của một căn nhà. Ngoài ra nữa thì là trong cái cuốn Vũ Hồng Cẩm Thư đấy, một cuốn sách về phong thủy rất là quý giá của Trung Hoa ấy, thì có cái câu rằng là giàu sang do đất phải không? Không, mà do cái người đấy ấy, là phải ăn ở tốt và thường xuyên làm việc công đức. Thì những cái người mà người ta mà thường xuyên làm cái công đức ấy, thì đi đâu ấy, thì là cũng sẽ được cái đất tốt đấy. Hay là trong kinh Phật giáo ấy, thì có cái câu rằng là khi ba nghiệp thân khẩu ý mà được hiền thiện vào trong lành ấy, thì đấy là ngày cát tường, là giờ phút hành thông. Vì vậy mà khi mà quý vị gia chủ mà xây nhà ấy, thì cái điều quan trọng nhất ấy, là chẳng hạn như nhá, trong cái ngày động thổ thì đối với cái nghiệp thân thì là chúng ta phải như thế nào? Chúng ta phải tắm rửa sạch sẽ, chúng ta phải ăn mặc nghiêm trang, lễ phục chỉnh tề. Đấy là cái nghiệp thân. Còn cái nghiệp ý rằng là ở trong mỗi một suy nghĩ tâm của mỗi một thành viên trong gia đình ấy, thì là cần phải có sự đoàn kết, cần phải có sự đoàn kết. Có mời thầy phong thủy tới ấy, thì là cần phải tôn trọng thầy. Có mời thợ tới xây thì gia chủ thì là cũng cần phải chăm sóc thợ chu đáo. Đấy thì là khi mà ba nghiệp thân khẩu ý ấy, mà nó được hiện thiện vào trong lành ấy, thì cái đấy là nó đã tạo ra một cái phúc khí rồi. Thì đấy, tức là em xin chốt lại là khi mà mình tin vào một việc gì đấy, thứ hai nữa là cái câu chuyện mà khi mà mình làm nhà nó còn phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố khác, không chỉ mỗi cái việc là cái tuổi năm đấy nó có phù hợp rồi, hay không. Đúng rồi. Đấy, nhiều khi là gia chủ chúng ta có e ngại. Đúng tuy rồi. Nhiên nếu mà có một người hiểu biết sâu về lĩnh vực phong thủy, đúng có rồi, thể giải thích cho chúng ta, thứ nhất là chúng ta còn liên quan đến thế đất, thứ đúng hai còn liên quan đến những vận khí, những cái phần sinh khí của phần gia chủ của ngôi nhà đúng, nữa cơ. Đúng, đúng. Thì mà còn liên quan đến các thành viên trong gia đình nữa. Đúng rồi. Vâng, thì em nghĩ là qua đây thì sẽ có rất nhiều những gia chủ chúng ta sẽ gạt bỏ được những cái nhiều đúng rất rồi. Nhiều những cái e tức ngại. Tức là đẩy cao và quan trọng nhất đấy là ba nghiệp của mình thân khẩu ý là hoàn toàn là trong sạch thì sẽ tạo ra được cái luồng phúc khí tốt và mọi sự nó được hanh thông. Vâng ạ. Thì thầy ơi, rất nhiều các quý vị khán giả vẫn còn đang thắc mắc là không biết năm tới đây, tức là năm 2022 thì hướng nhà mình xây như thế nào thì sẽ nhận được nhiều vượng khí cũng như là nhận được nhiều may mắn hả thầy? Năm 2022 thì cái năm 2022 năm Nhâm Dần ấy, thì nó là một cái năm báo hiệu cho cái sự chuyển động mạnh mẽ để mà cả thế giới vươn mình bứt tốc vượt qua những cái gì mà nó gây trở ngại khó khăn và ì ạch trong cái năm Tân Sửu vừa rồi. Thì cái năm 2022 thì xét về các hướng để mà làm nhà thì quý vị cần phải chú ý những cái điểm như sau. Thứ nhất là đối với hướng Đông Nam là nó có ba cái vị trí đấy là Thìn Tuấn Tỵ, thì khí của sao Tứ Lục nó bay đến, thì cái sao Tứ Lục ấy là nó chủ về cái mặt văn chương học hành, thì cái hướng sao Tứ Lục này thì nó sẽ rất là lợi cho những gia đình mà đang có học sinh sinh viên. Đấy, thì tiếp theo ấy là cái hướng Nam, thì cái hướng Nam là một trong những cái hướng đại cát đại lợi của năm 2022. Thì hướng Nam ấy thì là có cái khí sao Cửu Tử, thì cái khí sao Cửu Tử là một cái khí hỷ khí, nó đem đến cái sự thịnh vượng về mặt phát triển công danh và sự nghiệp. Thì cái hướng Nam là một trong cái hướng đáng để làm nhà trong năm 2022. Tiếp theo thì ta tới cái hướng Đông, thì cái hướng Đông cũng là một cái hướng khá là rắc rối trong cái năm Nhâm Dần. Thì tại đằng sau nó rắc rối bởi vì là nó đón cái hướng khí, nó đón cái hướng của sao Tam Bích. Thì cái sao Tam Bích ấy là nó chủ về cái sự thị phi, tranh giành,
Cho nên là khi mà xây nhà ở cái hướng đông ấy, thì trong năm 2022 thì là quý vị cũng cần phải có cái sự hóa giải đúng đắn về mặt phong thủy. Tiếp theo là đến cái khu vực trung cung, thì cái khu vực trung cung trong năm nay thì là nó thu khí của ngũ hoàng đại sát, mà năm nay thì khí ngũ hoàng đại sát ấy thì là nó cũng trở về với chính cái bản cung của nó, thì nó sẽ tạo ra hai luồng khí của ngũ hoàng, vì vậy mà cái sát khí của nó rất là mạnh. Vì vậy mà quý vị cần phải chú ý một điều rằng chúng ta hoàn toàn không nên động thổ hay là sửa chữa ở khu vực trung cung, tức là ở cái khu vực tâm nhà đấy, của cái khu vực tâm nhà là hoàn toàn trong năm nay là không được khởi công động thổ, không được sửa chữa gì cả. Nếu mà phạm vào ngũ hoàng đại sát thì nó sẽ tạo ra những cái điều hung hiểm rất là khôn lường. Tiếp theo thì tới cái hướng đấy là cái hướng tây, thì cái hướng tây cũng là một cái hướng đầy rắc rối, đầy mất mát trong cái năm Nhâm Dần 2022. Thì phía tây ấy sang năm là nó thu khí của thất xích, mà thất xích thì nó là tặc tinh, nó sẽ cướp phá về mặt tài lộc, cướp phá về cái con đường công danh và sự nghiệp của gia chủ, thậm chí là nó có thể gây ra thương tật, thương tích cho gia chủ. Vì vậy mà cái hướng tây thì cũng là một cái hướng mà khi mà làm nhà trong năm tới gia chủ phải hết sức là thận trọng. Cái hướng đông bắc năm 2022 là một cái hướng tốt nhất, bởi vì là cái hướng này là nó kích hoạt cái vượng khí của sao Bát Bạch. Sao Bát Bạch thì nó chủ về đinh tài lưỡng vượng, thì xây nhà hướng đông bắc sẽ đem lại rất là nhiều lợi lạc cả về mặt công danh, cả về mặt tài lộc, cũng như là sinh con đẻ cái. Vì vậy mà cái hướng đông bắc là một cái hướng mà quý vị gia chủ nên cân nhắc và mau chóng xây nhà hay là sửa nhà trong cái năm Nhâm Dần tới. Tiếp theo là tới cái hướng bắc, thì cái hướng bắc là hướng của Nhất Bạch. Thì cái sao Nhất Bạch là nó đại diện cho cái con đường phát triển sự nghiệp, đặc biệt là đối với những cái bạn trẻ mà muốn làm startup ấy. Đấy, muốn làm startup, hay là những cái bạn trẻ mà chưa kết hôn, muốn có một cái tổ ấm hạnh phúc. Hướng sự bắt đầu. Đúng rồi, hướng của sự bắt đầu anh ạ. Đấy, đúng rồi đấy. Thì nên xây nhà vào cái hướng bắc thì chắc chắn là sẽ đem đến nhiều cái niềm vui bất ngờ. Nhưng quý vị hết sức lưu ý, năm Nhâm Dần thì thuộc vào tam hợp cục là Dần Ngọ Tuất thuộc cục hỏa, phía bắc thì thuộc vào tam hợp cục Hợi Tý Sửu thuộc về cục thủy. Vì vậy mà có cái hiện tượng là thủy hỏa tương khắc. Như thế thì theo như phong thủy, khu vực phía bắc ở phía sau sẽ là tam sát vị của năm 2022. Thế thì tam sát vị là sẽ kỵ cho cái việc mở cửa cổng hay là đặt bếp ở khu vực phía sau nhà. Đấy, chẳng hạn như là quý vị xây nhà sang năm ấy, mà quý vị xây nhà nhé, quý vị xây nhà là cửa mở, cửa chính là hướng nam đấy, nhưng mà quý vị lại không biết quý vị là động thổ vào phía bắc thì là quý vị sẽ phạm vào tam sát vị. Đối với hướng tây bắc thì sang năm 2022 khí lục bạch kim sẽ trở về với nguyên bản của nó ở tây bắc, thì nó sẽ tạo ra cái hiện tượng đấy là cái hiện tượng của phục ngâm. Thì khi xảy ra hiện tượng phục ngâm ở cái vị trí này ấy, thì nó sẽ gây ra cái sự hư hao mất mát về mặt tiền bạc, và đặc biệt là nó sẽ thậm chí là gây ra cái tai nạn về giao thông, thương tật rất là nặng, tai nạn lao động cho gia chủ. Nếu như mà ở cái phương vị này ấy mà nó có cái sự hoạt động của hay là cái sự va chạm của kim loại
rồi là có những cái vật hay là những cái hình thế sắc nhọn nó đâm vào phía cửa chính của cái căn nhà mà mở theo cái hướng Tây Bắc này, nên là hết sức phải thận trọng, vô cùng thận trọng khi mà xây nhà ở cái hướng Tây Bắc trong năm 2022. Nhưng mà cái hướng Tây Bắc năm 2022 khi mà quý vị có cái sự hóa giải hợp lý về mặt phong thủy ấy, thì ở cái hướng này nó sẽ là cái phương vị thiên tài vị, hay còn gọi là cái hướng lộc trời cho của năm 2022. Thưa thầy, thì rất nhiều khán giả cũng quan tâm thì không biết là khi xây nhà sang năm ấy thì có dính phải tam sát hay không, và thứ hai là cái việc mà chúng ta xây nhà có dính phải mậu kỷ đua thiên sát hay không. Thì đầu tiên thì thầy giải thích giúp em về cái hai cái thuật ngữ đây đã, tam sát và mậu kỷ đua thiên sát, và sau đấy thì chúng ta hóa giải bằng cách nào? Thì tam sát thì người ta chia ra làm ba dạng, đấy là nó gồm là kiếp sát, tai sát và tuế sát. Thì trong năm 2022 nhâm dần ấy, thì là nó lưu vào trong các cái vị trí, đấy là phía Tây Bắc, phía Bắc và phía Đông Bắc. Nhưng mà cần phải cụ thể cho những sơn nào, thì những cái sơn mà sẽ phạm vào tam sát ấy, là nó là bao gồm là sơn hợi, đấy, thì sơn hợi, sơn tý và sơn sửu. Thì khi mà đo la bàn ấy, khi mà đo la bàn ấy, thì thấy cái phía sau nhà của quý vị mà nó là chỉ chữ hợi đấy, hay là chỉ vào chữ tý, hay là chỉ vào chữ sửu đấy, tôi nói một cách đơn giản dễ hiểu là như vậy. Khi mà chúng ta đo la bàn đấy, thì là nó gặp những cái chữ đấy ở phía sau nhà ấy, thì là chúng ta phải hết sức là không nên động thổ, không nên khởi công, hay là không nên sửa chữa thì ở những cái vị trí này là nó phạm vào tam sát. Hãy nhớ là hợi, tý, sửu ở phía sau nhà là không nên động thổ, sửa chữa hay là làm gì nó liên quan đến cái việc lớn về xây sửa nhà cả. Về mậu kỷ đô thiên sát ấy, thì chia thành hai dạng, đấy là mậu đô thiên sát sẽ hại cho nam gia chủ, và kỷ đô thiên sát là sẽ hại cho nữ gia chủ. Thì năm 2022 thì mậu đô thiên sát sẽ rơi vào sơn thân, tức là phía tây nam, và kỷ đô thiên sát sẽ rơi vào phương đoài, tức là phía chính tây. Và đặc biệt là cái mậu kỷ đô thiên sát này nó sẽ cung họa vào tháng 7, tháng 8 âm lịch. Vì vậy mà trong tháng 7, tháng 8 âm lịch của năm 2022 nhâm dần, các quý gia chủ hoàn toàn không nên động thổ xây nhà vào hướng tây và tây nam, đặc biệt với các vị trí đấy là thân và đoài. Vâng ạ, và xin cảm ơn thầy với những chia sẻ vừa rồi. Và thực sự với những chia sẻ của thầy thì em nghĩ rằng tất cả những khán giả của Mark Home phần nào đó cũng sẽ hiểu thêm về rất nhiều những kiến thức về phong thủy. Và nếu quý vị yêu thích những cái thiết kế của Mark Home, hoặc là mong muốn Mark Home thiết kế cho căn nhà của quý vị, hoặc quý vị có những thắc mắc về phong thủy, hãy để lại ở dưới comment cho chúng tôi biết nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Home và thầy Phạm Trúc xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin kính chào quý vị.